Hello các bạn, hiện tại mình đang có trên tay là chiếc Vivo Y93, một sản phẩm cũng khá là mới của Vivo ra cùng thời điểm với chiếc Vivo Y15. Đầu tiên là về cái vỏ hộp bên ngoài thì chúng ta sẽ có cái hình của cầu thủ Quang Hải của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Anh đó là đại sứ thương hiệu của Vivo cái dòng này rồi. Thì ở trên đây thì nó có sẽ phía sau hộp máy thì nó sẽ có các thông số kỹ thuật cơ bản của nó, và màu trên máy hiện tại mình đang có màu là màu đen ánh sao ha. Thì đây những cái thông số kỹ thuật của nó thì nó bộ vi xử lý 8 x 1.97 GHz, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB, Android 8.1, pin thì 4030 mAh. Những thông số tiếp theo là SIM và thẻ nhớ màn hình. Rồi, sơ lược thì bên ngoài đó ta có bao nhiêu đó nha. Rồi, để cho hộp mở máy bên trong xem nó có gì nào. Và bên trong thêm, bên trong là cái hình ảnh của sản phẩm. Thông thường thì bên trong nó chỉ là một cái hộp trắng thôi. Này nó sẽ có thêm cái hộp hình thôi. Ta coi trong rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta. Ta để sang bên nha. Rồi thì cũng như thông thường thì bên trong thì nó sẽ có cái kèm thêm một cái ốp lưng silicon. Và bộ sạc, cọc sạc, dây sạc. Hầu như nó không có tai nghe. À, không có tai nghe thì các bạn. Rồi, về phần hộp máy, tới sản phẩm chính. Thì hiện tại trên đây là mình, trên tay mình là đang có chiếc máy màu đen. Phần trên đen, ở dưới phía xanh. Nó có những cái đốm giống như kim tuyến. Thiết kế bóng, kiểu bóng 7 các bạn ha. Rồi thì nó sẽ có thêm một cái màu xanh. Màu xanh là màu mình đang cầm trên tay. Màu xanh dùng khá đẹp. Bạn nào mà yêu màu xanh thì có thể là màu này có rất là phù hợp. Màu đen, đen một phía dưới xanh. Rồi thì mình cũng có thiết lập sẵn cái máy này. Vô nó bắt làm đủ thứ. Rồi giờ chúng ta sẽ nhìn sơ lược về cái thiết kế của cái máy. Màu xanh nhìn bắt mắt quá các bạn ơi. Rồi thiết kế thì chúng ta sẽ có thiết kế kiểu bo tròn phía sau lưng. Mặt lưng thì nó cũng có một cái cảm biến vân tay. Phía trước màn hình của chúng ta thì màn hình giọt nước, nhưng mà Vivo thì nó gọi cái màn hình này màn hình halo. Rồi chúng ta sẽ có cái màn hình này, cái độ phân giải là LCD, màn hình LCD độ phân giải HD cộng, với kích thước màn hình là 6.2 inch. Thằng này thì nó hiện tại là nó chạy con hệ điều hành Android 8.1. Không biết nó có bản cập nhật về Android, lên Android 9 hay không. Camera thì chúng ta sẽ có một cái camera phía trước selfie là 8 megapixel. Camera sau thì ta sẽ có cụm hai camera, đó là một camera chính 13 megapixel và một camera phụ 2 megapixel ha. Thì ở đây nó sẽ có một cái đèn hỗ trợ lát, cái cảm biến vân tay phía sau. Thì hiện tại có cái con Vivo Y93 này nó hỗ trợ được RAM tới 3 GB, bộ nhớ trong được 32 GB. Chúng ta thì sẽ hỗ trợ được cái thẻ nhớ tối đa là 256 GB các bạn ha. Pin thì nó sẽ hỗ trợ dung lượng pin khá là lớn, là 4030 mAh. Kiên pin mà chúng ta có thể đủ sử dụng cho cả ngày.
Ở dưới đây thì nó sẽ có cái jack 3.5, tuy không hợp máy, không có cái tai nghe, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng được cái tai nghe. Bây giờ tai nghe nào gắn cũng được các bạn ha, trừ iPhone thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái jack sạc micro USB, loa. Này, chiếc Vivo Y93 này hiện tại đang được bán với giá là 3.290.000 tại Thế Giới Di Động. Một giá tầm trung, giá rẻ, cấu hình khá là cao. Với cái giá mà 3.290.000, với cái con Vivo Y93 này, nó chạy con chip Qualcomm Snapdragon 439 8x64 bit. Wow, khá ngon các bạn ha. Này, chơi game cũng tương đối là ngon á. Vivo thiết kế hai cái màu này rất là đẹp. Mình thích con màu xanh này quá. Khá đẹp mắt các bạn. Hai màu này đều là màu bóng. Xanh là cũng xanh bóng mà đen đen xanh bóng luôn. Rồi thì mình vừa giới thiệu sơ lược cho các bạn về cái con Vivo Y93. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này trên trang web thế giới di động.com các bạn ha. Rồi chào các bạn, bye bye.